Y del mismo modo que en Hanoi hay muchos lagos, también hay muchos parques. Aquí la gente viene a hacer deporte. Thì ra, cộng sản ở Việt Nam không hề xấu. Người Mexico thốt lên như vậy khi xem vlog của anh chàng Mexico ở Việt Nam. Xin chào các bạn khán giả thân mến. Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam vẫn luôn là một đất nước cộng sản. Kể từ khi đất nước cải cách và mở cửa vào năm 1986, Việt Nam đã có được bước phát triển thần tốc. Tuy nhiên, đối với nhiều người thì hình ảnh Việt Nam gắn liền với cuộc chiến tranh với Mỹ và họ cho rằng Việt Nam vẫn là một đất nước nghèo nàn và lạc hậu. Khi mà các bộ phim truyền hình của Mỹ gieo rắc vào đầu mọi người suy nghĩ rằng cứ là một nước cộng sản thì chắc chắn là nước đó rất nghèo. Thế nhưng khi sang thăm Việt Nam, nhiều người đã phải ngạc nhiên về sự phát triển thần tốc của Việt Nam. Ví dụ như cách đây một thời gian, có một anh chàng YouTuber người Mexico đã đăng video về chuyến du lịch Việt Nam cực kỳ thú vị. Video này được đăng trên kênh YouTube mang tên Bản đồ không phải là lãnh thổ. Đây là kênh của Pepo, chàng trai sinh năm 1986 tới từ Mexico. Anh chàng này đã đi du lịch khắp thế giới và mong muốn khám phá những vùng đất mới không chỉ qua những tấm bản đồ mà là qua những trải nghiệm thực tế. Khi tới Việt Nam, Pepo đã cực kỳ bất ngờ. Đất nước hình chữ S không giống như anh chàng người Mexico tưởng tượng. Video này có tên là Mô tả Việt Nam thực tế, cuộc sống ở Hà Nội. Cụ thể thì trong video là câu chuyện như sau. Xin chào các bạn, tôi là Pepo đây. Trong video này, tôi cho bạn thấy cuộc sống ở Việt Nam và cụ thể hơn là ở Hà Nội như thế nào. Trước khi đến Việt Nam, tôi hay nghe mọi người nói là các nước cộng sản vừa nghèo nàn vừa lạc hậu. Mà người dân hoạt động giống như robot vậy. Họ chỉ biết tuân lệnh chứ không có cảm xúc riêng. Khi tới Việt Nam, tôi đã thực sự phải bất ngờ. Đây là nơi tôi ở, khu phố Đội Cấn, thuộc quận Ba Đình. Tôi sẽ chỉ cho bạn những địa điểm ở đây. Nơi này có chợ, ở đó bọn họ bán rau, trái cây và các loại thực phẩm địa phương. Họ thường ăn cơm từ lúa gạo chứ không ăn bắp ngô như người Mexico. Tôi đã thử ăn cơm của họ. Có món cơm ăn với cá rất ngon, mọi người nên thử món đó nhé. Ở đây cũng có những công viên nơi mọi người luyện tập môn thể thao yêu thích của họ. Người dân Việt Nam chơi đủ các môn thể thao và họ cũng rất yêu thích bóng đá, giống như người Mexico vậy. Có điều là ở đây họ không chơi bóng chày. Điều đặc biệt nhất là tất cả những nơi này cách xa những khu vực đông khách du lịch nhất của thành phố. Bạn sẽ có thể thấy cuộc sống của người dân địa phương như thế nào, việc lái xe máy ở Việt Nam như thế nào và bạn cũng sẽ học được những quy tắc cơ bản khi lái xe ở Hà Nội. Việc du lịch và trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương là cực kỳ thú vị. Ở trong các khu du lịch thì bạn có thể thấy thoải mái hơn đó. Nhưng mà bạn cũng chỉ là đổi địa điểm nghỉ ngơi mà thôi. Bạn sẽ không hiểu gì về đất nước xa lạ nếu không tiếp xúc với người dân ở đó. Phải nói là người Việt Nam rất thân thiện, họ rất nhiệt tình giúp đỡ bạn. Tôi không biết chủ nghĩa cộng sản có ảnh hưởng gì đến điều này không, nhưng có vẻ nó cũng không phải là một thứ gì đó tồi tệ như người ta nói. Vậy còn ý kiến của cộng đồng mạng Mexico về cuộc sống thực tế tại Việt Nam là như thế nào? Với hơn 40.000 lượt xem, video này của Pepo đã thu hút được rất nhiều người quan tâm và họ đã bàn luận rất sôi nổi. Hãy cùng khám phá phần comment thôi nào! Đất nước này đã phải chịu biết bao chiến tranh và chết chóc trong suốt những năm 60-70. Nó xứng đáng có được hòa bình và hạnh phúc như hiện nay. Xin Chúa hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo của các bạn luôn tìm kiếm hòa bình và không bao giờ có chiến tranh. Xin Chúa ban phước lành cho dân tộc này. Một đất nước rất thịnh vượng, nơi cuộc sống có thể rất dễ chịu và có nền văn hóa phong phú. Đó là Việt Nam. Một trong những ước mơ lớn nhất của tôi là có thể trực tiếp tìm hiểu về đất nước đó. Nhưng đồng thời, xin cảm ơn bạn vì những video như thế này mang lại cho tôi thêm sự yêu đời. Tôi yêu Việt Nam, đối với tôi đó là một tấm gương vĩ đại về sự vượt qua nghịch cảnh. Một đất nước mà sau khi phải gánh chịu bao tội ác và lịch sử gian khổ đã trỗi dậy từ đống tro tàn. Tôi là người Mexico và cách đây rất lâu tôi đã làm quen với một người bạn tuyệt vời đến từ Việt Nam, sống ở Canada. Cô ấy là Aiko và cô ấy cũng đã kể cho tôi rất nhiều điều về văn hóa của cô ấy cũng như đất nước của cô ấy như thế nào. Đến nỗi tôi nóng lòng muốn được đi đến đó ngay hôm nay. Cuối năm nay tôi sẽ cùng cô ấy đến Việt Nam và rất nóng lòng được làm quen với đất nước xinh đẹp này. Tôi đang nghiên cứu về chiến tranh Mỹ và Việt Nam và đất nước trước đây trông hoàn toàn khác so với video. Tôi yêu thích video và điều tương tự về đất nước này. Tôi thích cảm giác họ chào mời người nước ngoài với vòng tay rộng mở. Tôi thích cách mọi thứ được ghi lại và đồ ăn trông rất ngon. Bạn hãy nói về cách bạn sống ở đó vì tôi tò mò chỗ ở như thế nào, có tương tự như ở châu Âu.
Xin chào Pepo, những đánh giá của bạn về Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Biết tầm quan trọng của xe máy ở quốc gia đó và đọc về số vụ tai nạn đã xảy ra. Liệu bạn có nên mua một chiếc xe địa hình ATV để đi vòng quanh đó không? Tôi chưa xem bất kỳ video nào ở Việt Nam về người ta sử dụng xe địa hình ATV. Và tôi cũng chưa tìm thấy bất kỳ thông tin hay trang web du lịch nào ở Việt Nam nói về những điều này. Hay giao thông đô thị có thích hợp để đi lại không? Tôi sẽ đến đó vào năm sau, khi tất cả việc học hành kết thúc. Và tôi muốn khám phá những nơi này thật tốt, nhưng chắc chắn đó là lý do tại sao tôi hỏi bạn về xe địa hình ATV. Nếu bạn vẫn ở đó, tôi sẽ đến chào bạn. Xin chúc mừng người đàn ông và đây là lời chào. Hà Nội trông rất đẹp, nhưng sự thật là tôi sợ ở gần nhiều người và hình như ở đó có rất nhiều người. Xin chào, video hay. Sẽ rất thú vị nếu hỏi người dân Việt Nam bình thường xem họ nghĩ gì về chiến tranh. Rất nhiều câu chuyện và phim phương Tây khiến bạn tin vào những điều khác nhau. Nhưng ý kiến của những người hoặc ít nhất là trẻ em sống qua thời đó sẽ khách quan nhất. Tôi có chút nghi ngờ về việc thống nhất đất nước. Liệu có sự kỳ thị nào giữa người dân miền Nam và miền Bắc không? Cuối cùng, chủ nghĩa cộng sản không xấu khi mọi công dân đều được tôn trọng. Tôi đang nghĩ đến việc về sống ở Việt Nam sau khi nghỉ hưu. Tôi muốn biết liệu với 1.000 euro tôi có thể sống thoải mái ở đó hay không? Xin chào, chỉ video này thôi, bạn có thể cho tôi biết sống ở Việt Nam có đắt không? Tất nhiên là với cá, ha 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 ha, và có thể bạn đang ăn rắn hoặc rơi. Vậy cộng sản không xấu? Đó là nơi nào ở Trung Quốc? Điều gì đã xảy ra với chủ nghĩa cộng sản? Nó không còn là một nước cộng sản nữa, phải không? Và sự thật là tôi rất mù mờ về vấn đề này. Và tôi cũng nghe người ta nói Việt Nam đang phát triển kinh tế rất nhiều, nên tôi tưởng tượng rằng nước này không còn là một nước cộng sản nữa. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Về thông tin thì về mặt chính trị, nó giống như một nước Trung Quốc thu nhỏ. Vậy là sau chiến tranh, chủ nghĩa xã hội tiếp tục chiến thắng ở Việt Nam. Ở đó bạn có chủ nghĩa cộng sản dành cho mọi người. Việt Nam vẫn là một đất nước theo hệ tư tưởng cộng sản, chỉ có điều nó đã thực hiện cải cách thị trường tự do như Lenin đã làm với chính sách kinh tế mới. Có thể thấy rằng, nhiều người Mexico đã nhận thấy rằng chủ nghĩa cộng sản không hề xấu xa như những gì mà những bộ phim Mỹ tuyên truyền. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc lại có những đặc điểm khác nhau. Vì vậy mà lựa chọn mô hình phát triển như thế nào là quyền của người dân quốc gia đó. Với hơn 1/4 thế kỷ cải cách và mở cửa, Việt Nam đang phát triển rất nhanh và thu hút đầu tư từ khắp mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng cộng sản không xấu, chỉ có cộng sản trong phim Mỹ xấu mà thôi. Vậy bạn nghĩ gì về thông tin mà Pepo đã chia sẻ? Theo các bạn thì điều gì khiến cho anh chàng người Mexico ngạc nhiên nhất? Hãy chia sẻ ngay ý kiến của bạn ở dưới phần comment nhé! Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật những tin tức thú vị và hữu ích trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.